Dạ hello, xin chào tất cả các quý khách hàng đã quay trở lại với cửa hàng di động thành phố nha. Ngày hôm nay thì em cũng sẽ lên thêm một cái video nữa giới thiệu thêm những cái sản phẩm hiện tại đang có tại cửa hàng bên em cũng như là hai lô máy bên em vừa mới về nha mọi người nha. Đầu tiên em xin phép 1 phút để nói nhanh về cái hình thức mua bán bên em. Bên em là cửa hàng di động thành phố chuyên điện thoại giá rẻ và link phụ kiện nha. Facebook cũng như trên nền tảng YouTube để xem được những cái video bán hàng bên em cũng như là những chương trình giới thiệu máy thì quý khách hàng có thể gõ tên cửa hàng em đó là cửa hàng di động thành phố nha. Thì mình sẽ thấy được những video bên em. Số điện thoại liên hệ mua hàng bên em đó là 0971172105. Bên em chỉ sử dụng duy nhất một số này thôi nha. Em sẽ nhắc lại là 0971172105 nha. Chế độ bảo hành hàng hóa bên em khi bán ra thì sẽ là một đổi một trong vòng 3 tháng nếu máy lỗi cho nhà sản xuất. Tức là lỗi là bên em sẽ đổi chứ không bảo hành thay sửa nha mọi người nha. Bên em chỉ không bảo hành rơi vỏ và rớt nước thôi. Đặc biệt thì bên em có gửi hàng đi toàn quốc, quý khách hàng ở bất kỳ tỉnh thành nào thì bên em cũng đều có thể gửi hàng được. Và để gửi hàng đi xa thì tránh những cái trường hợp bom hàng hay một số cửa hàng cạnh tranh không lành mạnh mà cho những địa chỉ không chính xác ấy, thì bên em sẽ nhận cọc trước đó là 50.000 hoặc 100.000. Cái này thì áp dụng cho những khách hàng mua hàng lần đầu thôi, còn những khách hàng mà mua hàng nhiều lần bên em rồi thì cứ chọn mặt hàng và bên em sẽ gửi đi thôi nha. Phí vận chuyển bên em thì nó sẽ đồng giá là 40.000, quý khách hàng mua hàng thì mình sẽ trả phí vận chuyển giùm em nha. Mình sẽ được khui hàng kiểm tra ngay tại chỗ xem đúng hàng đúng sản phẩm thì mình mới nhận và sau đó thanh toán nha. Dạ rồi, cái hình thức mua bán thì em có để trong phần mô tả video, quý khách hàng có thể xem lại trong phần mô tả video nha. Bây giờ mình sẽ vào luôn những dòng sản phẩm của ngày hôm nay. Đầu tiên thì ngày hôm nay em sẽ còn được hai cái máy tính bảng Lenovo Tab nha mọi người nha. Đây là Lenovo Tab 38 hàng zin. Máy đẹp keng khoảng tầm 98-99% nha mọi người nha. Phụ kiện thì em sẽ tặng cho quý khách hàng đó là full đầy đủ phụ kiện luôn, gồm có là máy nè, máy, một chiếc ốp lưng cũng như là miếng cường lực và một bộ sạc cáp nha mọi người nha. Đấy, nói chung là phụ kiện thì em sẽ tặng cho mình là đầy đủ luôn, gồm có ốp lưng nè, một cái tấm nền cường lực cũng như là một bộ sạc cáp nha. Máy thì bên em sẽ bao cho mình là máy zin đẹp keng khoảng tầm 98-99%. Và một số cái thông số cơ bản của dòng này, đầu tiên thì như màn hình của con này màn hình của nó độ rộng sẽ được là 8 inch nha mọi người nha, không quá to cũng không quá nhỏ, rất là thuận tiện cho mình cầm. Nếu như mình không thích những dòng máy tính bảng như là Mattel mà 10.1 inch á, Mattel em để bên góc kia thì 10.1 inch á, thì mình chọn những con 8 inch này thì tức là nó vừa nhỏ gọn, nó vừa tiện lợi luôn nha mọi người nha. Dòng này nó vẫn sử dụng sim để nghe gọi luôn, khay sim thì ở đây ha, đây mình tách ra rút khay sim ra thôi, đây khay sim ở đây nha mọi người nha. Nó sử dụng sim nghe gọi giống như một chiếc điện thoại luôn. Như cái này thì mình, ví dụ như mình cho con em mình ở nhà thì không cho sử dụng điện thoại mà mình muốn đi ra ngoài để mình nghe gọi về nhà thì cái này mình bỏ sim để cho con em mình ở nhà cũng thoải mái luôn nha mọi người nha. Hoặc những cái tác vụ như là Zalo, Facebook, YouTube, TikTok thì trên cái nền tảng cái con Tab 38 này nó đều có thể tự xử lý được hết. Tức là nó đều hoạt động được hết nha mọi người nha. Và trên nền tảng con này nha, mình có thể chiến được game luôn, tức là những cái game mà trung bình khá thì đều có thể chiến được. RAM của nó thì sẽ được là RAM 3GB và bộ nhớ sẽ là 16GB. Pin con này nó sẽ được là 4250 nha mọi người nha, 4250. Nó chạy chip Snapdragon 625. Đấy, nói chung là trên một cái nền tảng của máy tính bảng, con này cái điểm trừ duy nhất của nó mà em không thích đó, là cái bộ nhớ của nó chỉ có 16GB thôi. Nếu như bộ nhớ của nó tăng cao hơn một tí nữa thì khá là ok luôn, cho quý khách hàng nào mà có thêm nhu cầu lưu trữ á. Còn hiện tại 16GB thì nó chỉ đủ để thực hiện những cái tác vụ như Zalo, Facebook, YouTube, TikTok hay là chơi những cái game trung bình thôi. Đấy, nó không có thể lưu trữ nhiều, 16GB. Nếu như mình cần lưu trữ hình ảnh hay là dữ liệu mà khá là nhiều, nói chung là khá là nhiều thì mình nên chọn những bản cao hơn. Nhưng mà thực chất dòng này thì dòng giá rẻ thì bộ nhớ nó không cao, dòng này bộ nhớ nó chỉ có 16GB thôi. Những cái con Tab 38 này hiện tại bên cửa hàng em đang bán ra với mức giá sẽ là 1.500.000 nha mọi người nha, 1.500.000. Đây, nó sẽ có màn loa kép nè. Đấy, dắt tai nghe ở đây. 1.500.000 nha mọi người nha. Tình trạng máy thì sẽ là như nhau và ở đây em chỉ còn có đúng 2 cây thôi nha mọi người nha, còn có đúng 2 máy thôi, Lenovo Tab 38 nha. Tiếp đến những cái dòng máy như ngày hôm qua em có giới thiệu thì quý khách hàng nói em lên cái dòng iPhone 8 Plus nhiều cho khách hàng chọn, thì thực chất 8 Plus ở đây em có khá là nhiều, tất cả bên em đều đồng giá là 3.1 triệu cho một máy. Máy này là máy zin đẹp và tình trạng thì nó rơi vào khoảng tầm 97-98% thì nó sẽ có những điểm trầy xước nhất định nha mọi người nha. Giống như cái màn hình này nó sẽ có những cái điểm trầy xước nhất định. Với mức giá thanh lý là chỉ có 3.1 triệu thôi, nó rẻ hơn khoảng tầm gần đến 1 triệu đồng nha mọi người nha. Dòng này thì quý khách hàng nếu mà chọn thì ở đây mình có thể yêu cầu bên em chụp riêng qua Zalo cũng được đấy. Với mức giá là 3.1 triệu nha. Pin thì em sẽ bao cho mình là trên 80%, thực chất là nó rơi vào khoảng tầm 80 cho đến khoảng tầm 85. Còn nếu như mình muốn hỗ trợ thay pin mới thì bên em sẽ hỗ trợ thay pin mới với mức giá sẽ là 150.000, và pin mới nếu như thay pin mới thì pin đó mình sẽ được bảo hành nha mọi người nha. Còn những cái dòng như là Samsung Note 20 Ultra này, Note 20 Ultra thì ngày hôm qua em cũng đã giới thiệu rồi, quý khách hàng có thể xem lại video ngày hôm qua nha. Note 20 Ultra thì bên em nó đang có mức giá sẽ là 8.6 triệu, nó là hàng mới hoàn toàn 100% nha.
Những cái dòng như là những cái dòng máy giá rẻ thì ở đây em sẽ có thu được của khách một con máy Samsung. Đây em có thu được một con máy Samsung nha mọi người nha. Nhưng mà con này thì thực chất là bây giờ mình chỉ báo tình trạng thôi, chứ còn hàng này thì bây giờ nó chỉ nghe gọi giống như là điện thoại bình trắng đen thôi nha mọi người nha. Con này hiện tại nó chỉ có lên được trang web thôi, nó không, nó sử dụng Google để lên trang web thôi. Chrome nó cũng không sử dụng được, YouTube, Facebook gì này kia nó không sử dụng được nha. Tại vì hệ điều hành Android của nó khá là thấp, con này thì hệ điều hành Android khá là thấp. Dòng này thì quý khách hàng cũng đã biết rồi, Samsung Galaxy Green Max nha. Đấy. Con này thì pin là pin mới hoàn toàn rồi, pin thì bên em thay mới hoàn toàn. Con này bán ra chỉ có 350 thôi nha mọi người nha. Bán ra thì em sẽ tặng kèm một dây cáp sạc, lưu ý giùm em là nó không có cốc sạc nha. Nó chỉ có dây cáp sạc thôi, tại vì thực chất cái dòng này 350 mà tặng con cốc lên đến 100 ngàn thì cái mức giá thành con máy nó sẽ tăng lên. Mà nếu mà tặng tặng con cốc mà không tăng cái giá tiền máy thì thành ra bên em sẽ bị lỗ. Đấy, cho nên là không có tặng cốc nha mọi người nha, em sẽ tặng kèm một dây cáp sạc thôi, chỉ có cái dây cáp thôi, mình về mình sử dụng con cốc tại nhà của mình nha. 350. Con này thì camera nó vẫn hoạt động bình thường, chỉ có điều là nó chỉ nghe gọi giống như điện thoại bình thường thôi, hoặc là mình lên trang web Google thôi nha mọi người nha. Nó không sử dụng được YouTube, Facebook hay gì hết nha mọi người nha. Android nó khá là thấp, hiện tại bây giờ Android nó thấp tới mức mà không cho sử dụng những ứng dụng khác. Nói chung là chỉ chủ yếu là nghe gọi giống thay thế một con máy trắng đen thôi. Nó khác con máy trắng đen cái là con này nó có camera và nó có sẽ có Google để cho mình tra cứu nha. Và một trong những cái dòng phụ kiện thì ngày hôm nay bên em sẽ lên thêm một số dòng phụ kiện nữa. Ở đây thì sạc 10.000 và sạc 20.000 bên em đã về thêm rồi nha mọi người nha. Đây là sạc dự phòng dung lượng 20.000. Cái bộ 20.000 này bên em thì sẽ là sạc nhanh 3 cổng nha mọi người nha, sạc nhanh 3 cổng. Còn cái bộ 10.000 thì nó sẽ là sạc thường ha. Bộ sạc này bên em hiện tại đang bán ra mức giá sẽ là 260.000 nha mọi người nha, 260.000. Đây, sạc nhanh 3 cổng nha mọi người nha. 260.000 áp dụng cho là cái chương trình khuyến mãi giảm giá rồi nha. Mức giá cũ của con này thì nó sẽ lên đó là 290, và mức giá đợt trước nữa thì nó có một cái đợt khuyến mãi đợt trước nữa thì nó chỉ có 140 thôi. Đấy, 140 thôi. Cái đợt đó là sale khuyến mãi cuối tháng mọi người. Cái đợt mà em like trên TikTok mà lúc mà đạt mà 2.000 người theo dõi trên TikTok đó mọi người. Đấy. Thì quý cái này nào mà theo dõi kênh của em trên TikTok thì sẽ biết được. Trên TikTok thì em có hai kênh ha. Dòng này thì nó sẽ là cho mình là hai cổng sạc QC 7.0 và một cái đầu Type C này nè, cái đầu C này là nó sạc vào và sạc ra luôn nha mọi người nha. Sạc nhanh nó sẽ có đèn ở đây và dòng này nó sẽ có đèn báo bình nha. Đấy, đèn báo bình. Những cái dòng này về thì quý khách hàng chỉ việc sạc giúp em là 3 lần 8 tiếng thôi là được nha. Hiện tại bên em đang giảm giá còn là 260.000 và lưu ý giùm em chương trình này chỉ áp dụng trong một ngày duy nhất thôi. Vào ngày mai thì nó sẽ về lại mức giá cũ sẽ là sẽ là 290.000 nha mọi người nha. Rồi ngày mai nó sẽ về mức giá cũ là 290.000, đó là sạc dự phòng dung lượng 20.000. Còn cái bộ 10.000 thì bên em sẽ có màu trắng và màu đen. Bộ 10.000 thì ở đây thì mình sẽ đây, bộ 10.000 đây mọi người. Bộ 10.000 thì bên em đang bán ra mức giá là 190.000 nha mọi người nha, 190.000. Con này thì nó sẽ gồm có đầy đủ dây cáp sạc luôn, gồm có cáp sạc iPhone, cáp sạc Type C, cáp sạc micro và cáp sạc USB. Dòng này, cái USB này mình có thể cắm vào cốc sạc để mình sạc trực tiếp vào trong cục này luôn nha. Hoặc là mình hỗ trợ những cái đầu sạc USB mình cắm vào đây cũng được nha mọi người nha. Đấy. Hoặc là mình có thể sạc vào bằng cái đầu C. Nó vẫn có đèn báo bình nha. Đèn báo bình thì chạy 25, 50 và 75 và 100% nha. Đấy. Tất cả những phụ kiện này bên em đều là phụ kiện chính hãng và đều sẽ được bảo hành nha mọi người nha. Phụ kiện chính hãng và mình sẽ đều được bảo hành. Con này thì mức giá là 190.000 cho bộ 10.000 và bộ 20.000 thì bên em đang bán mức giá sẽ là 260.000 nha. Tiếp đến thì như em có báo ở đầu video thì một cái lô máy bên em vừa mới về nha mọi người em. Đây là hàng Realme V50 5G. Bản này là bản cực kỳ xuất sắc luôn. Với và mức giá của nó hiện tại đang được giảm giá khá là cao luôn nha mọi người em. Chỉ với mức giá là 2 triệu 900 ngàn thôi là giảm đi 300 ngàn một máy so với mức giá cũ nha mọi người nha. Mức giá cũ bên em thì sẽ là 3 triệu 2 và đợt này nó về một cái lô khá là nhiều luôn và mức giá đang được ưu đãi tại cửa hàng bên em là chỉ có 2 triệu 900 ngàn thôi. Và đây là hàng nguyên zin đẹp keng, hàng như mới nha mọi người nha. Bên trong thì mình sẽ gồm có một chiếc ốp lưng nè, ốp lưng chống ngã màu của bên hãng tặng nha mọi người nha. Tiếp đến thì bên trong nữa mình sẽ có một cái cốc sạc Super VOC. Đây là một cái cốc sạc của Realme V50 thì cái cốc sạc này nó lên đó là 33W nha mọi người nha. Đấy, cốc sạc nhanh. Tiếp đến thì mình sẽ làm máy nè. Máy thì Realme V50 thì hiện tại bên em về được hai bản màu của nó luôn, tức là bản màu tím và bản màu đen. Tất cả đều đồng giá với mức giá sẽ là 2 triệu 900 ngàn, giảm đi so với đợt trước là 300 ngàn một máy nha mọi người nha. Đây 2 triệu 900 ngàn Realme V50 nha mọi người nha.
Dòng này thì được cái là cấu hình khá là cao mà mức giá thì cực kỳ rẻ. Những bản này bên em thì nó hiện tại đang là bản RAM 6GB và bộ nhớ của nó sẽ lên đến là 128GB nha mọi người nha. Kể cả cái miếng dán màn hình thì cũng đã dán sẵn rồi nha mọi người nha. Đấy. Thiết kế thì cực kỳ sầm uất luôn, con này thiết kế hầm hố vô cùng. Mình thấy cái khung camera nó rất là to nha mọi người nha, nó làm trong một cái khung khá là to, mình nhìn nó khá là đẹp ha. Đấy. Realme V50 nha. Ở đây mình sẽ mở thử một máy lên. Về cấu hình cơ bản của những cái dòng này thì đầu tiên con này nó sẽ chạy cho mình mặc đặc định nó sẽ là Android 13, tức là Android mới bây giờ, hiện tại bây giờ luôn, tại vì dòng này là dòng đời cao nha. Đấy. Con chip của nó thì sẽ là con chip 6100+, và dòng này pin của nó sẽ được là 5000. Cái viên pin này nó hỗ trợ cho mình là lên đến là 5000 và nó sẽ được hỗ trợ sạc nhanh lên nó là 33W nha mọi người nha. Đấy. Màn hình thì rất là to luôn, cái độ rộng màn hình này nó sẽ lên đến là 6.7.2 inch, tức là cái độ hiển thị của cái màn hình này nó rộng đến 6.7.2 inch nha. Về mặt sau thì ở đây nó sẽ làm cho mình hai cái camera vào trong một cái khung tròn khá là to, nó chiếm hết 1/3 cái khung viền của máy rồi. Đấy, mình thấy nó khá là to, nhìn nó khá là đẹp đúng không, nhìn nó khá là ngầu cho cái dòng Realme này. Con này là màn hình của nó sẽ lên đó là 120Hz, tức là cái độ nhạy màn hình của nó sẽ lên đó là 120Hz nha. Đây là đèn flash nè, đây là camera chính và đây là camera hỗ trợ. Nó sẽ thiết kế cho mình là cảnh vuông. Đấy, thiết kế vuông nha mọi người nha. Vuông bo tròn. Và ở đây nó sẽ tích hợp cho mình cái vân tay vào trong nút nguồn luôn nha mọi người nha. Nhưng mà ở đây vân tay vào nút nguồn, nhưng mà cái nút nguồn không bị lõm xuống như một số cái dòng máy hiện tại bây giờ. Tức là cái vân tay nó không bị lõm xuống nha mọi người nha. Nó thiết kế cho mình trồi lên luôn, cho mình cảm giác nó khá là ok, khá là tiện tay luôn, nó không bị lõm xuống nha. Đấy. Còn về khay sim, ở đây em sẽ bóc khay sim ra luôn nha. Đây, khay sim của nó đây. Khay sim này cực kỳ tiện lợi cho khách hàng nào mà đang sử dụng hai sim kèm theo một thẻ nhớ nữa. Đấy, ví dụ như mình muốn sử dụng sim 2 mà kèm theo thẻ nhớ thì khay này khá là tiện nha mọi người nha. Khay thẻ nhớ này, sim 1, sim 2. Đấy, là hai sim một thẻ nhớ sử dụng song song nha mọi người nha. Đấy là khay sim. Còn về màn hình thì ở đây thì như em đã giới thiệu cho mọi người rồi, 6.7.2 inch thì màn hình khá là to. Còn về cái độ nhạy là 120Hz. Camera thì mình sẽ test luôn cái độ nhạy của camera của nó, cái độ sáng rõ của camera nó nha. Đấy, camera cực kỳ đẹp luôn nha mọi người nha, rất là đẹp luôn. Đây là cái mức hiển thị của camera trước nha. Đấy, đây là mức của camera trước. Nó vẫn sẽ có rất là nhiều cái chế độ như là đây, như là slow motion này, chụp ảnh chuyên nghiệp, trình quét văn bản, nói chung là tất tần tật những cái chế độ chuyên nghiệp nó đều có hết nha. Đấy. Camera sau của nó thì sẽ lên cho mình là 64. Ở đây thì mình sẽ có được cái nó sẽ có một cái chế độ 64 riêng cho mình luôn. Đấy, 64MP mình sẽ chụp được cái mức ở cấu hình này luôn nha. Pin thì pin 5000 thì như em đã giới thiệu rồi, dòng này thì bên em hiện tại đang giảm giá chỉ còn có 2.900.000 thôi. Realme V50 nha mọi người nha. Đấy, dòng này cấu hình cực kỳ cao luôn, em bao cho quý khách hàng chiến game thoải mái luôn. Chụp màn hình 120Hz nữa cho mình có độ nhạy cực kỳ cao để khi mình chiến game nha. Realme V50 nha mọi người nha. Bản này là bản 5G nha, V50 thì nó sẽ chạy cho mình là bản 5G mặc định rồi. Và cũng là một cái dòng máy mà bên cửa hàng bên em vừa về, thì đợt này em đã về thêm được cái bản Redmi Note 10T nha mọi người nha. Đây là Redmi Note 10T 5G, phiên bản RAM 4GB và bộ nhớ sẽ là 64GB nha mọi người nha. Đây là máy Nhật, máy hoàn toàn mới nha. Phụ kiện bên trong thì nó chỉ có kèm ốp lưng thôi, dòng này thì đặc biệt trong hộp nó không có phụ kiện gì hết, nó chỉ có một cái ốp lưng trong này thôi mọi người. Đấy, một chiếc ốp lưng và một que lấy sim trong này thôi. Chứ ngoài ra nó không có gì hết nha. Và đây thì sẽ là máy. Máy thì bên em sẽ bao cho quý khách hàng đó là máy mới hoàn toàn 100%, và đặc biệt cái lô này bên em chỉ về nó chỉ có được một ít thôi, và nó chỉ có một cái mã màu thôi, đó là cái mã màu xám nha mọi người nha. Đây, màu xám. Dòng này thì cấu hình của nó cũng khá là ok luôn, mà mức giá thì cực kỳ rẻ. Bên em bán ra ngoài cái phụ kiện ốp lưng trong hộp đây, bên em sẽ tặng kèm cho mình thêm một bộ sạc nhanh nữa nha mọi người nha, một bộ sạc nhanh nữa. Con này nó sử dụng cho mình là hai sim, một e sim và một micro sim nha mọi người nha. Loa cũng khá là to, pin thì pin sẽ được 5000, nó sẽ in logo Redmi 5G ở đây. Đấy. Cam sau của con này nó sẽ lên đến là 50 megapixel. Ở đây nó sẽ có cam chính và camera hỗ trợ ở đây. Có đèn flash kép và một cái cảm biến nha mọi người nha. Ở đây thì nó sẽ sử dụng vân tay là tích hợp vào trong nút nguồn. Em thấy là đa số những cái dòng đời mới bây giờ sử dụng vân tay là trong nút nguồn hết nha mọi người nha. Máy là máy Nhật, máy zin nguyên bản và máy mới hoàn toàn. Dòng này thì mình bao thả nước luôn á mọi người. Dòng này thì thực chất cái thông số trên hệ nó đưa ra thì bao thả dưới 5 mét nước. Nhưng mà em vẫn không khuyến khích khách hàng là mình thả nước đâu. Tại vì khi mà mình thả nước chắc chắn nó sẽ sinh ra lỗi ở những cái điểm như là jack sạc này, rồi màn loa này, hoặc là cái màn loa trước, thì chắc chắn trong cái thời gian về lâu về dài nó sẽ có lỗi nha. Màn hình con này độ rộng nó sẽ là 6.5 inch. Đấy, chip thì sẽ là chip Snapdragon 480 5G. Pin thì sẽ là pin 5000 nha mọi người nha. Mức giá bên em đang bán ra là 2.500.000, tức là 2.500.000, tặng kèm thêm một bộ sạc nhanh nữa nha mọi người nha.
Đấy. Redmi Note 10T 5G nha, máy mới hoàn toàn 100%, RAM 4GB, bộ nhớ 64GB. Còn này thì cấu hình nó cũng khá là cao nha mọi người nha, những cái tác vụ cơ bản như Zalo, Facebook, YouTube, TikTok hay là quay phim chụp ảnh thì nó vẫn chiến được, vẫn gọi là mượt mà hết nha. Đấy. Với mức giá thì khá là rẻ, chỉ có 2 triệu 500 ngàn thôi. Và đến với một cái dòng sản phẩm tiếp theo trong cái video ngày hôm nay, như quý khách hàng thấy ở đây thì bên em đã về được cái hàng LG. Đây là LG V50S Thinh Quy. Hàng này thì bên em sẽ là hàng full box luôn, và đặc biệt pin là pin mới nha mọi người nha. Máy thì em sẽ bao cho quý khách hàng là máy zin nguyên mới luôn. Nhưng mà khi cái lô này bên em về thì nó không có kèm pin sẵn nha mọi người nha. Tức là về thì mình về theo kiểu sát máy cho nó cái thuế nó thấp đi mọi người. Đấy. Nhưng mà máy thì mình sẽ vẫn bao được là nguyên zin. Phụ kiện bên trong em sẽ tặng kèm một chiếc ốp lưng nè và một bộ sạc cáp nhanh, một cái tai nghe Bio của LG luôn nha mọi người nha. Đấy, phụ kiện là phụ kiện mới hoàn toàn luôn. Máy này em vẫn sẽ bao là máy mới hoàn toàn. Nhưng pin là pin thay, là lý do tại sao là tại vì pin thì ở đây thì mình khi mình nhập về thì mình sẽ phải thay bỏ pin vào. Đấy, tại vì khi mình nhập hàng thì nó sẽ không kèm pin nha mọi người nha, nó không kèm pin. Cho nên là mình sẽ thấy mấy cái đường keo keo ở đây nè. Nhưng mà không sao, cái đường này là chẳng qua là mình đóng lại cái đường ron chống nước cho nó thôi, tại vì con này nó chuẩn chống nước. Thì thành ra là khi mà mình thay pin mình vẫn ráp thêm cho nó cái đường ron chống nước nha. Nói chung là mình thay pin mới thì nó cũng như vậy thôi, nó cũng đâu không khác gì cái pin thay máy đâu. Chỉ có điều là khi mà mình đóng lại cái đường ron keo này mình thấy nó cảm giác như là nó không được đẹp lắm thôi. Nhưng mà cái này bỏ ốp lưng vào là sẽ ok ngay nha mọi người nha. Máy là máy không có một cái điểm trầy xước luôn. Nhưng mà mình nhìn kỹ thì mình sẽ thấy được nháy cái đường ron keo như thế này nè mọi người. Đấy. Nó tí ti này thôi, thật chứ cái này tí ti không ảnh hưởng gì hết. Máy thì bên trong thì phụ kiện như em đã báo rồi, phụ kiện gọi là đầy đủ rồi nha mọi người nha. Cốc cáp sạc cũng như là tai nghe thì nó gọi là đầy đủ rồi. LG V50S thì tất tần tật máy bên em nó đều là như nhau hết. Hàng này thì mình đánh đồng nó là hàng 99 nha mọi người nha. Con này thì cấu hình nó cũng khá là cao. Màn hình thì ở đây màn hình của nó sẽ được là 6.4 inch nha mọi người nha. Màn hình này độ rộng 6.4 inch. Màn con này thì nó sẽ là màn OLED, độ phân giải của nó sẽ là Full HD cộng luôn. RAM và ROM thì khá là ok luôn. RAM thì sẽ được là RAM 8GB RAM và bộ nhớ sẽ lên đó là 256GB. Mức giá bên em đang bán ra sẽ là 3 triệu 200 ngàn nha mọi người nha. LG thì nó sẽ sử dụng cho mình là một sim. Đấy. Pin dòng này thì pin sẽ được là 4.000, nó hỗ trợ sạc nhanh và kèm theo là sạc không dây nha mọi người nha. Nó hỗ trợ sạc nhanh và sạc không dây. Ở đây thì nó vẫn hỗ trợ cho mình một cái màn hình phụ, tức là khi mà mình sử dụng cái màn hình phụ á, thì nó sẽ xuất hiện là hai màn hình, tức là mình sử dụng được hai cái tác vụ ở hai màn hình riêng biệt nha mọi người nha. Đặc biệt cho cái hàng V50 và V50S thì ở đây nó sẽ có được cái chức năng này. Dòng này thì ở đây thì những cái tác vụ như là Hi-Fi DAC, những cái trình nghe nhạc hay hoặc là những cái trình xem phim thì nó đều hoạt động gọi là ok, gọi là cực kỳ ok luôn. Như về cái trình âm thanh 3D này, đặc biệt cho cái dòng nền tảng LG và Sony, thì kiểu như là Sony thì nó chuyên về quay phim chụp ảnh hoặc là xem phim nghe nhạc, xem phim thôi. Còn cái dòng LG này cùm về nghe nhạc luôn, Hi-Fi DAC đầy đủ nha mọi người nha. Hoặc là cái tút 3D ở đây thì nó vẫn có. Đấy. Cái điểm trừ duy nhất trên cái nền tảng của con V50S này thì nó sử dụng là một sim. Đó là cái điểm trừ của nó nha mọi người nha. Còn về camera này cái nọ thì sáng đẹp hết, thực chất camera những con này gọi là sáng đẹp hết nha mọi người nha. Camera dòng này cũng khá là cao, thực chất theo cảm nhận của em thì cảm giác là camera con này nó cũng khá là cao nha. Và máy LG này thì nó khá là bền. Những dòng này thì bên em sẽ bảo hành cho quý khách hàng là một đổi một trong vòng 3 tháng nếu máy lỗi cho nhà sản xuất. Phần mềm thì bên em sẽ bảo hành là trọn đời máy rồi, mình cứ yên tâm nha. Mức giá của V50S thì nó sẽ là 3 triệu 200 ngàn nha mọi người. Và ở đây quý khách hàng ở xa mình muốn mua hàng thì cứ chủ động liên hệ trực tiếp số điện thoại giúp em, đó là 0971172105 nha. Ngoài những cái mặt hàng mà bên em lên những cái video hàng ngày để giới thiệu cho quý khách hàng á, mình cũng có thể xem lại hoặc là chọn những dòng sản phẩm khác bằng nhiều cách. Nếu như quý khách hàng nào đã có Zalo bên em thì mình hoặc là có cái nhóm báo giá thì mình có thể vào tham khảo ở cái nhóm báo giá. Còn nếu như mà mình không có nhóm báo giá thì rất là đơn giản. Chúng ta sẽ vào trong ứng dụng YouTube nha. Mình vào ứng dụng YouTube và mình gõ giúp em chữ tìm kiếm là Di Động Thành Phú thì mình sẽ thấy xuất hiện một cái kênh đã có 49,9 ngàn người đăng ký nè. Nếu như mình chưa đăng ký thì mình có thể bấm vào nút đăng ký kênh ở đây, bấm đăng ký thì hoàn toàn miễn phí nha mọi người nha, hoặc là được hoàn toàn miễn phí luôn. Đấy, trên này em sẽ đăng những cái video hàng ngày, mình có thể so sánh những cái mặt hàng ở ngày hôm nay những mặt hàng này, ngày mai những mặt hàng kia, mình có thể so sánh trên này. Hoặc nếu như mình không có đủ thời gian để xem chi tiết từng video thì quý khách hàng có thể bấm vào kênh thứ hai, mình bấm vào đây. Kênh này thì bên em sẽ lên những video ngắn, tức là những video nó rơi vào khoảng tầm 2 đến 3 phút thôi. Đấy, những cái short, những cái video ngắn á thì bên em sẽ giới thiệu từng dòng máy ở trên này nha mọi người nha. Đấy, những cái video ngắn thì nó chỉ 2 đến 3 phút thôi, đỡ mất thời gian của mình.
Còn nếu như mình đã có nhóm Zalo báo giá thì quý khách hàng có thể tham khảo ở nhóm Zalo báo giá hoặc tham khảo ở trên nền tảng Facebook. Facebook thì cực kỳ đơn giản luôn, mình vào Facebook mình gõ giúp em chữ Di động Thành Phố, nó sẽ xuất hiện một cái trang đang có 18.190 người theo dõi. Mình có thể bấm vào theo dõi ở trên nền tảng này để nhận được những cái thông báo cũng như là những cái chương trình phát qua video giới thiệu bên em. Đặc biệt ở đây á, thì bên em trên cái nền tảng Facebook cũng như YouTube á, thì bên em sẽ mở cái chức năng fan cứng nha. Khi quý khách hàng có thể là chia sẻ video hoặc xem video bên em hoặc là để lại bình luận thường xuyên thì mình sẽ có những cái logo fan cứng như thế này. Đây, giống như là logo này, mới nó hiện cái chữ fan cứng ở trên đây. Và những cái chương trình mà chương trình khuyến mãi cũng như là những cái chương trình dành riêng cho những khách hàng mà chia sẻ video cũng như là theo dõi kênh của em từ trước giờ á, thì quý khách hàng nào theo dõi của em nhiều thì sẽ biết được, thì những lâu lâu em sẽ có những cái chương trình dành riêng cho những khách hàng này nha mọi người nha. Rồi, em xin phép được kết thúc video trưa hôm nay ở đây. Rất cảm ơn quý khách hàng đã dành thời gian xem video trưa nay của em nhé.